Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hoa Phượng, 55 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm. Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 12 năm 2020, bà Phượng thường xuyên lui tới các chợ trên địa bàn thành phố, chở theo các bao gai hay các thùng cát tông có dấu hiệu chứa hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu. Sau quá trình theo dõi, Công an quận Thanh Khê đã tiến hành bắt quả tang Phượng trên đường Thái Thị Bôi và phát hiện 1.293 thuốc lá điếu ngoại nhập của nhiều hãng như SC, Chen và Camry. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Phượng, Công an quận thu giữ thêm 7.290 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 3 số 5, Richmond, Capri, Hero, Caravana. Qua làm việc, bà Phượng thừa nhận số thuốc lá trên đều là hàng nhập lậu.